Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo, xin chào lo chào anh em. Tôi Phúc Bèo, chào lo chào anh em. Tôi Đại Ngõ Ngư, chào lo chào anh em. Tôi Đại Trà, chào lo chào anh em. Tôi Cư Sống, chào lo chào anh em. Tôi Bình Minh, chào lo chào anh em. Ok con ạ, trước khi vào clip ngày hôm nay thì mình muốn thông báo với các bạn là kênh của mình chuẩn bị được 2 triệu sub rồi con ạ. Thì là cũng hơn 3 năm một chút làm YouTube thì cũng có một chút gọi là thành quả nho nhỏ. Và mình đã có những cái kế hoạch rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng muốn anh em góp ý thêm xem là kế hoạch khi mà đạt 2 triệu sub thì sẽ ăn mừng một cái gì đấy cực kỳ to. Mấy anh em có ý tưởng trong đầu chưa thì cũng lên đưa ra để anh tham khảo, rồi để các bạn nghe được những cái ý tưởng khi mà mình đạt 2 triệu sub ăn mừng một cái gì đấy rất là khổng lồ, có thể đầu tư khoảng 100 đến 200 triệu gì đấy cho một clip ăn mừng 2 triệu sub đó. Thế thì để anh phải cho bọn em hội thảo tí. Hội thảo đi, hội thảo đi. Tiền 100 triệu thì cứ phải bọn em. À đây đây đây. Vừa nãy là mình đi đường thì cũng biết là anh em đói nên là mua ít bánh giò để gọi là anh em vừa ăn, kiểu như là có thực thì mới vực được ra ý tưởng ấy. Ra đạo. Bọn này tiền hơi căng ấy. Nhưng mà ăn xong là phải ra ý tưởng nhá. Vâng. Mình thì cũng có rất là nhiều ý tưởng to là chuẩn bị cho cái sự kiện 2000. Mình quên mất lại 2000 các bạn ạ, 2000 mình vượt qua từ thời Napoleon cả chuồng rồi. Tức là đây là 2 triệu sắp các bạn nha. Đây các bạn này, đây là những chiếc bánh giò này. Trời, bánh giò cô hạch béo. Ui, phoay cả dân trong ngoài này. Đây là mình chờ anh em ăn để phoay ý tưởng các bạn ạ. Mời mọi người nhá. Dũng quên mất. Cứ nói nghĩ ý tưởng quên mất cầu việc mời. Phải ăn đi, ý tưởng. Em được miếng rồi, em phải được tí gì chưa? Em mọi người nhá. Phải làm miếng nữa, em ngẫm nghĩ. Mời mọi người nhá. Đu bánh giò có mất tiền nơi khác, ăn ngon thật. Em nghĩ ra rồi, bánh giò rất ngon. Ý tưởng bánh giò luôn à? Nói chung là mình cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người, bởi vì mình chuẩn bị đạt 2 triệu sub rồi. Nói chung là trong chặng đường đạt tới mức 2 triệu sub ấy thì có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc áp lực, nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ qua con ạ. Điều gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Mình thì cũng cảm ơn tất cả mọi người là đã luôn theo dõi và ủng hộ mình, đồng hành cùng mình trong suốt hơn 3 năm vừa qua. Còn ghê nhỉ. Ôi, xin phép mọi người nha, mình có phát biểu ý kiến. Ôi, ý kiến bị giơ tay ấy, em có ý kiến ạ. Rồi. Đồng hoa. Là ý tưởng của em là sẽ lứa một con trâu. Ủa. Đúng không anh? Là con trâu ba tạ. Cái này hay là cái này đúng không? Bảo tài đấy. Nhưng mà con trâu chưa đến vài trăm triệu. Vài trăm mình được cả đàn anh. Quá được luôn bạn. Được cả đàn trâu. Đứng một con làm gì? Ý tưởng của Đôn Trà rất là táo bạo, tức là ăn mừng 2 triệu sắp bằng cách nướng gọi là đàn trâu. Một đàn trâu các bạn ạ. Được đấy, bạn có thêm ý tưởng gì chưa? Tôi à? Tôi thì đây cũng chẳng có ý tưởng mấy, ăn cái này vào trong bắt đầu nó phọt ra được một tí. Gọi là tôi làm đôi miếng nữa. Đôi 15 20 con cuồng đế. Chưa đến 100 triệu anh, chưa đến. Riêng cuồng đế thì nhà lại có sẵn em ạ. Cũng là một ý tưởng hay. Rồi rồi em cứ chọn thế đi. Ý tưởng của em là sẽ là ăn 1 đến 20 con cuồng đế. Dàn xếp như ở gọi là cùng cái lờ lối đuôi nhau. Được, ý tưởng đó đẳng cấp đấy. Anh cho em xin ý kiến. Em thấy tôm thì trâu bỏ em hết rồi, người ta ăn nhiều rồi. Anh em mình làm một voi đi, cho nó hành tráng. Em quen đứa bạn trên bản đôn rồi. Voi thì cơ cấu ngay. Voi em ơi không được đâu, voi là em có thể chuyển sang ý tưởng khác đi. Để em nghĩ một tí. Ý tưởng đấy rất dễ bị bế đi. Giờ được ăn nghĩ cái đấy ăn rồi, được ăn hết cái bánh giò rồi mà chưa ra ý tưởng nào. Chưa bao giờ thấy cuộc đời chỉ có nghĩ việc ăn thôi mà khó này. Anh Đại quen bạn ở bên bản đôn để ship cho con voi à?
ship vào xong là anh em mà bế đi hết. Một nhóm nam thanh niên sử dụng tìm voi cấm. Động vật sách đỏ Việt Nam. Nói chung là cái ý tưởng của Đại là không thể thực hiện được, mà mình cũng không nên thực hiện. Táo bạo quá. Đúng rồi. Táo bạn. Rồi vẫn đang nghĩ mỗi ngày bạn thông minh lắm sao thì cứ nói đến chuyện ăn uống mà bạn đần độ đến cả con người. Tôi đang nghĩ rằng số tiền to như thế mình phải ăn cái gì xứng đáng. Đầu óc nó lẩy số nhanh lên như đùa. Bạn nghĩ hộ tôi mà phát đi. Mỗi hôm thấy gái đầu nhất chạy tôi đúng rồi. Có ý tưởng rồi, tôi không muốn nghĩ đau đầu. Tôi ăn cái đấy được. Ngoài Cương là có ý tưởng là sẽ gọi là làm vài chục con cuồng đế rồi gọi là. Anh Bình đi trước đi. Anh ấy chưa nghĩ ra. Anh nghĩ cái to lắm, anh nghĩ đang nghĩ cái rất là to. Nhưng mà em thử nghĩ trước xem là cái gì. Anh nghĩ cái con này to lắm, nhưng mà anh đang suy nghĩ xem nó là con gì. Con gì? Con to nhất rồi chưa suy nghĩ ra. Con này nó nặng một cái tầm gọi là quốc gia rồi. Ai thế giới. Tầm quốc gia thế giới thì chịu anh rồi. Đừng có nói bạn đòi ăn trăm Alakuna Mỹ. Phúc ơi, từ nãy giờ là em chưa phọt được tí tưởng nào và đã hết cái bánh ở đây này. Thằng này, em phọt hết rồi, nó đang chiếm của em này. Anh cho em lốt phát á. Em nghĩ là Phúc nó sẽ nghĩ ra một con gì đấy mà ăn nó đỡ bị rắc răng anh ạ. Con làm mềm mềm anh. Hay là gà móng đỏ. Không bao giờ dắt răng luôn đó. Có lẽ con này là có lẽ hay không đỏ 200 triệu rồi chắc phải ăn bao nhiêu con. Nếu mà gà không đỏ được giờ danh sách thì em order luôn. Con này ngon này. À, em xong miếng đó này. Em dây tưởng chưa? Nói chung là em lại chả biết phải có kéo mồm hay không, khôn mồm ăn hay không, nhưng mà anh cứ cho em con báo đen. Những cái gì mà ở đây mình có thể thực hiện được thôi. Mấy anh em đưa ra toàn ý tưởng khó nhại thế. Báo đen là cũng thuộc vào danh sách giống của Đại đấy. Các sư phụ là cũng bế đi đấy. Thôi xong rồi, nhà mình nhiều cua nhiều tôm. Nếu bạn thích bạn làm 50 con tôm. Ai à? Cua thì bạn làm rồi. Tôm, bạn cứ chơi tôm đi. Tôm sao? Tôm rồi thì cứ nhà làm ăn cái nhà làm ra nhá. Ừ, cây nhà lá vườn. Ừ, rồi anh em ý kiến của em là anh bổ em tầm đôi ba chục con tôm. À, tôm hùm Alaska hay không? Đây tôm chú. Tôm hùm Alaska. Tôm chú. Đôi ba chục. Rồi, ok. Chấp nhận cái ý tưởng của Phúc này. Bây giờ Đại nghĩ ra chưa? Em thấy voi không được thì em lại phải chuyển sang là con hơi bé bé tí mà chưa có người khác ăn. Tê giác à? Ví dụ như là vẫn sách đỏ em ạ. Không sách đỏ đâu. Con này sách vàng thôi. À, sách vàng đấy. Con bò. Con bò vàng. Con bò vàng. Con bò vàng. Gọi là con bò vàng đây à? Được, vậy là Phúc là đôi chục con này ạ. Tùm hùm Alaska này, bò này, trâu này. Rồi cuồng đế này, bây giờ sẽ đến Bình nào. Em mà nghĩ ra mấy con này, anh em toàn con bé bé này, em cũng không dám nhận con to. Con nó vừa vừa thôi. Nhưng mà chắc là em nghĩ nó cũng phải tầm khoảng cỡ 200 triệu đấy. Tầm đấy vừa đẹp đấy. Đẹp vừa đẹp rồi. Làm con khủng long rồi. Con đấy nó không nằm trong sách gì cả. Mua được mới khó. Nhưng mà nó không nằm trong sách đỏ. Trong sách đỏ chứ em bảo anh tìm được không? Mình càng khó thì gọi là mình càng thử thách bản thân mình đấy. Em hiểu không? Thôi rồi, bây giờ mình sẽ chốt lại những ý tưởng của anh em. Khi mà kênh mình đạt 2 triệu sắp sẽ thực hiện một trong 5 ý tưởng sau. Đó chính là vài chục con tôm hùm Alaska này, một con bò vàng này, một con trâu đen này, một đàn trâu đen này, một đàn cua, một dãy cua, còn Bình là gọi là một con rồi. Một con khủng long thôi gì, một con rồi, là, ok, đắt thế rồi. Một con khủng long các bạn nhé. Nói chung là chặng đường 2 triệu sắp đối với mình rất là gian nan, nên là những anh em mà ủng hộ mình thì mình cảm ơn rất là nhiều. Có những lúc vui như những lúc buồn ấy, bởi vì nhiều lời góp ý là cũng rất chân thành, nhưng mà có nhiều anh em chỉ cần động một cái là chửi mình luôn con ạ. Kiểu là tao không biết mày là ai, mày đi ra đi. Nói chung là hôm nay ấy, thì mấy anh em lên cái ý tưởng như vậy thì có những ý tưởng sau thì mình sẽ đọc. Bạn nào mà thích ý tưởng nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới video này. Khi mà đạt 2 triệu sắp thì anh em mình sẽ làm theo ý tưởng đó. Đầu tiên sẽ là ý tưởng Phúc góp ý này. Anh ạ, em thì số danh bấm một số 1.
20 con tôm hùm Alaska. Nếu mà anh em mà có yêu thích ý tưởng của mình thì comment phím số 1 nhá. Để ủng hộ cho em đúng không? Số 1. Các bạn mà thích ăn thịt bò thì hãy bình chọn cho mình nhá. Mình số báo danh 02, một con bò vàng. Mình thì một đàn chú điên. Nếu các bạn ủng hộ thì bấm phím bình comment số 3. Em nếu anh em là trùng máu với em thích ăn cuồng đế 20 con thì bấm phím số 4. Nếu còn ai mà chưa nhìn thấy con khủng long ăn ngoài đời bao giờ thì hãy comment phím số 5. Rồi, vậy là anh em đều có số báo danh góp ý của mình về cái ý tưởng thực hiện 2 triệu sắp rồi các bạn ạ. Hôm nay thì mình cũng chả có gì nhiều, chỉ có mua được 5 cái bánh giò để mời anh em. Nói chung là hôm nay là một cái clip để anh em mình họp bàn và cũng xin ý kiến của tất cả mọi người. Và clip ngày hôm nay thì mình muốn gọi là họp bàn về ý tưởng khi mà đạt 2 triệu sắp. Và cũng muốn gọi là các bạn xem ý tưởng nào hay thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Còn ý tưởng những thứ và số báo danh thì anh em đã đọc cho các bạn rồi. Và anh em mình xin phép là dừng clip này ở đây các bạn ạ. Các bạn hãy ủng hộ anh em mình bằng cách like, chia sẻ thật là nhiều để anh em mình nhanh đạt 2 triệu sub để ăn mừng theo số báo danh của anh em và các bạn yêu cầu các bạn ạ. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.